Vào ngày 22 tháng 8 đã có ít nhất 42 người bị thương và trong đó có cả lái tàu khi một con tàu cao tốc đâm vào một toa tàu không người đang đỗ tại nhà ga ngoại ô thành phố Philadelphia. Sau đó không lâu, nhân viên cứu thương và lực lượng cảnh sát đã có mặt tại hiện trường để tiến hành các nỗ lực cứu hộ. Theo cơ quan vận tải Tây Nam Pennsylvania, tàu cao tốc Norristown đã bất ngờ đâm vào một tàu đang đỗ trong nhà ga. May mắn là tàu này không còn hành khách. Những người bị thương đều là hành khách trên tàu Norristown và đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Ít nhất 4 người bị thương rất nặng. Hiện nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.